Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và hôm nay thì em lên sóng quay báo giá review trực tiếp cho quý anh chị bạn tham khảo mẫu Nissan Navara, mẫu xe bán tải quý anh chị bạn nhé. Thì em này là động cơ của nó là 2.5 máy dầu và hai cầu, được sản xuất vào năm 2011, nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc các bác nhé. Đấy thì như trên màn hình của các bác thể quan sát luôn sơn si tổng thành bên ngoài em nói này, nhìn rất là bóng bẩy và trơn tru các bác nhé. Sơn si tổng thành thì mang nước sơn màu xám đá, màu trông rất là lịch sự và đẹp các bác. Đấy, hệ thống lốp của em này rất là to và mới, lốp dép nó mới được khoảng tầm 90% các bác nhé. Đấy, và cái động cơ hai cầu của nó thì các bác đi đường đèo đường núi vô tư luôn, các bác mà leo đèo hay là đổ nương đổ rẫy thì thoải mái các bác nhá, không bao giờ no những cái lỗ gọi là ổ gà to hay là cái vũng lầy. Đấy, các bác có hai cầu rồi chạy rất là sướng luôn, mà máy dầu cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, loanh quanh đâu đó 2.5 thì nó khoảng 8 lít dầu trên 100 km các bác nhá. Với cái chi phí dầu thì rất là ok luôn các bạn, hiện tại với thời điểm giá xăng tăng cao như này. Đấy, tổng thành form dáng bên ngoài trước Nissan Navara các bác này, cánh cửa này em đóng chưa kín này, em đóng lại các bác thể quan sát luôn tổng thành cột kèo cánh cửa của nó nhá. Đấy, nó rất là đều xe luôn, hoàn toàn những khe hở, những vết cong vênh của nó không có chỗ nào các bác nhá, không có chỗ nào bị gò nắn hay cong vênh cả, cả trên phần sàn nóc các bác này có đầy đủ cả hệ thống gọi là cái thùng tải phía sau, có cả cửa, có cả thùng luôn các bác nhá. Đấy, Nissan Navara bản LE nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc, động cơ 2.5. đấy, động cơ nó lại là hai cầu nữa. Đấy, các bác nào mà đang trên vùng cao có thể lựa chọn em này về đi công trình công trường hết bài luôn các bác nhá. Nó có thùng có cả giá nóc nữa. Đấy, rất là ok, các bác đi để đồ vô tư luôn. Đấy, hệ thống đèn chiếu sáng sau của nó này, cụm đèn thẳng đứng, không bao giờ có hơi hiện tượng hoặc là dập vỡ hay chớp hơi nước gì cả. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Tổng thành sơn si bên ngoài được 95%. Đấy, có cả cái dòng bán tải nó rất là cao cho nên người ta thiết kế thêm một cái cầu lên xuống nữa các bác nhá. Đấy, cầu lên xuống này, giảm sóc em này nó giảm sóc bằng nhíp. Đấy, cho nên nó rất mềm mịn luôn. Đi đường đèo đường núi vô tư luôn các bác nhá. Đấy, đăng kiểm dài tận tháng 7 năm 2022. Đấy, đâu đó thì cũng còn khoảng tháng nữa là hết đăng kiểm các bác nhá. Hệ thống đèn chiếu sáng trước của nó cũng sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng đèn halogen. Đấy, hệ thống đèn của nó không bị dập vỡ hay là chớp hơi nước gì cả. Cản trước tất cả đuôi gió, nó form dáng rất cứng cáp luôn các bác nhá. Đấy, Nissan Navara. Đấy, động cơ hai cầu, máy dầu 2.5 các bác nhá. Và này nội thất của nó các bác này. Đây khoang nội thất của nó này. Còn nguyên bộ ghế da nguyên bản theo xe các bác nhá. Bộ ghế da nguyên bản theo xe trông rất là đẹp luôn. Khoang nội thất được trang bị cho mình đầy đủ màn hình giải trí. Đấy, túi khí an toàn bên ghế phụ này. Nhựa nhạc của nó trông rất như mới luôn các bác nhá, cực kỳ ok. Đấy, hộp số 6 cấp các bác nhá. Hộp số của Nissan Navara này là 6 cấp các bác này. Số sàn 6 cấp này. Đấy, tất cả hệ thống mặt tabli của nó đều còn nguyên bản theo xe. Những hệ thống bọc nỉ, bọc da của nó này, những cái chi tiết hay linh kiện nhỏ nhất của nó đều còn rất là trùng khớp với nhau, không bị méo mó hay xô lệch chỗ nào cả. Hệ thống keo chỉ của nó này. Đấy, hệ thống keo chỉ em này nó rất là dài, từ đầu cánh cửa cho xuống đến dưới góc này. Nói chung là keo chỉ của nó hoàn toàn nguyên zin, không có bị mất phân keo chỉ nào cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Đường ốp cột của nó các bạn này, cột của nó chấm sơn bảy màu của nhà máy còn rất là nhiều luôn. Đấy, thẳng tắp các bác nhá, không bị gò nắn hay là bị có tí nào nó bị chạy lại đinh nào cả, toàn nguyên đinh nguyên bản theo xe các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Các bác có thể lựa chọn về đi công trình công trường hết bài luôn với em này các bác nhá. Hai cầu, các bác vô tư chạy đường đèo đường núi. Đấy, nội thất thì sạch sẽ tinh tươm này, chân nỉ nguyên bản theo xe, hàng ghế da không bị rách và bị thủng chỗ nào cả. Đây, ghế da phía sau của nó này các bác này, rất là đều đẹp luôn nhá. Đấy, toàn bộ hệ thống nhựa của nó này, có đầy đủ hệ thống lên xuống kính chắn gió này. Đấy, có cả cái nắp này để gạt tàn thuốc lá các bác này, rất nhiều đồ dùng chức năng thông minh luôn. Đấy, keo chỉ của nó này hoàn toàn không có mất phân keo chỉ nào với mẫu Nissan Navara đời 2011 này, động cơ 2.5 máy dầu số sàn các bác nhé. Đấy, em này sàn của nó bọc lớp sàn da rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, dễ dàng vệ sinh. Còn gầm của nó các bác này, lốp dép của nó này rất là mới luôn, lốp dép là rãnh lốp, dầu rìa lốp còn nguyên zin. Đấy, khung gầm của nó không bị mối mọt các bác nhé, khung gầm của nó không có dấu vết gì gọi là mối mọt cả, giảm sóc bằng nhíp này, cực kỳ là mềm mại luôn. Hệ thống cầu lời các bác này. Đấy, lốp sơ cua, lốp treo các nhá, lốp sơ cua, lốp treo ạ. Đấy, nói chung là toàn bộ hệ thống gầm nó rất là sáng và đẹp luôn. Đấy, ngoài một chút gọi là bám cái gọi là đất đỏ trên vùng núi cao ra thì hoàn toàn là cái gầm nó rất là sáng, không có chỗ nào bị gò nắn hay là bị có xuất hiện mối hàn nào cả. Đấy, còn cái thùng của em nói các nhá, thùng có đầy đủ nắp luôn. Đấy, thùng của mẫu Nissan Navara này các này, đấy, nói nó rất kín, nó còn vang lại các bạn, toàn bộ hệ thống thùng của nó này không có mục mọt hay là bị dập vỡ hay là nó bị cong vênh chỗ nào cả,
cực kỳ ok luôn. Cờ tiền em này thì rất là hợp lý luôn các anh nhé. Cột keo của nó này, hay trên thùng rồi. Nói chung là những trên thùng này mình không để ý nhiều lắm các nhé. Toàn bộ hệ thống gọi là thùng sau của nó rất là rộng rãi, thoải mái các bác chở đồ chở đạc. Đi công trình không chưa? Trên nóc của nó các này, trên nóc của chiếc Nissan Navara này các này, nóc nó rất đẹp luôn, không có bị thủng hay là nó bị cong vênh chỗ nào, lồi lõm chỗ nào các bác nhá. Nắp thẳng băng luôn. Đấy, rất đẹp. Còn cánh trước của nó này, cánh bên lái các bác nhá. Tất cả hệ thống gọi là những cái nỉ, chi tiết nỉ của nó đều còn nguyên bản theo xe này, trông rất là sạch luôn. Toàn bộ hệ thống những con ốc bản lề của nó còn nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Nhựa nhạc của nó rất là mới luôn. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin, không có mất phân keo chỉ nào. Cánh cửa cái đóng mở rất là nhẹ nhàng. Với mẫu xe nhập khẩu này thì nó rất là cứng cáp các bác nhá. Tồn vỏ nó rất là cứng cáp luôn. Cánh phía sau này, quan trọng nhất vẫn là phần keo chỉ của mẫu xe cũ đã qua sử dụng các bác này. Hoàn toàn không có chạy là phần keo chỉ nào cả. Đấy, gầm bệ thì sáng đẹp. Không có chỗ nào han gì một mọt gì cả. Đấy thì với chiếc Nissan Navara đời 2011 động cơ 2.5 máy dầu hai cầu này, bên em đề xuất bán với giá chỉ có 338 triệu các bác nhá. 338 triệu thôi là bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Nếu bác nào mà cảm thấy chiếc xe này đúng chân hay phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em bác nhé, 0389726738 ạ. Đây khe hở trên phần gọi là mặt cản ca lăng các bác này. Mặt cản ca lăng của nó rất đều đẹp này, nắp capo này thẳng tắp luôn, nó zin đẹp đến tầm 100% luôn các bác nhé, không có méo mó xô lệch gì cả. Ốc nắp capo em chút nữa sẽ kiểm tra luôn phần bên trong. Đấy, toàn bộ khe hở phần cản sau cũng thế này, rất đẹp luôn. Cái đường chỉ đường gần con xe rất ok các bác nhé. Giờ khởi động khoang động cơ cũng như là quay qua phần khoang máy, các bác tiện quan sát về chiếc Nissan Navara đời 2011 số sàn. Điều hòa hệ thống của nó này, trong option của nó thì cũng không nhiều lắm các nhá, hai cầu một cầu hai cầu các bác này, đầy đủ luôn. Đây, cái máy dầu nữa đây, nắp bình xăng này, gương kính chỉnh điện, có cả gương kính cục xe các bác nhá. Với dòng Nissan Navara đời 2011 máy dầu đây, máy nổ tương đối là êm đó nhá, nhập khẩu Thái Lan bên trước này, máy nổ tương đối là êm. Còn nguyên cả hệ thống dán thì cái bộ nỉ này, bộ nỉ tản nhiệt của nó các bác này ok luôn. Đấy, máy nổ nó rất là giòn, tiếng máy không có tiếng gõ lại các bạn. Máy dầu nổ như này rất là êm ái rồi. Toàn bộ hệ thống gọi là đầu tăng tai nạn của nó không có chỗ nào tôn vỏ trong quanh hết đó nhá. Còn bên khoang của nhà máy này tôn vỏ không có tiếng cả. Đẹp luôn. Toàn bộ hệ thống keo chỉ của chiếc Nissan Navara đời 2011 này quá hoàn toàn yên tâm. Các bác có thể đến trực tiếp chợ Tô miền Bắc, khi đặt muốn ở Quang Trung An Lão Hải Phòng để kiểm tra trực tiếp luôn, xem thực tế luôn, rất là ok luôn các bác nhé. Ban đầu sàn tay đạn của nó không có chỗ nào còn méo mó cả, khoang máy thì vô cùng là sạch sẽ, khô ráo, không hiện tượng gọi là gỉ dầu gì các bác nhé. Không một chút hiện tượng gỉ dầu cả, da máy tương đối là đẹp. 2011 là da máy như này, không phải là già nhé. Máy chống là nguyên zin, ok luôn này. Máy nổ rất là êm luôn. Máy dầu mà nổ này thực kỳ êm luôn các bác nhé. Khoang động cơ này sạch sẽ, khô ráo. Khoang hệ thống hoặc là dây điện đó của nó còn nguyên zin nguyên bản theo xe. Khoang của này rất là đẹp luôn, cứng cáp. Bác nào cảm thấy chiếc này đúng chân, phù hợp nhu cầu sử dụng gia đình mình có thể alo trực tiếp cho em Tuấn theo số điện thoại 0389726738 không nhé. Và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lần đăng ký cũng như bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Tô Cung miền Bắc, km 47 Quang Trung An Lão Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.